Xin chào mọi người, mình tên là Tứ Hiền. Hôm nay mình ghi lại cái màn hình, chèn cái logo vào cái video. Thì các bạn hãy xem cho kỹ cách mình làm và cái sản phẩm sau khi mình xuất ra. Đơn giản lắm, nó không có gì khó cả. Vậy thì các bạn theo dõi nhé. Video thứ nhất là Camtasia, mình demo cho các bạn trên cái Camtasia mới nhất là 2021. Các bạn tự theo dõi nha. Còn có những cái vấn đề gì thì các bạn có cần muốn trao đổi với mình thì mình sẵn sàng. Cái video thứ hai thì mình làm trên cái phần mềm Wondershare Filmora, nhưng mà cái phiên bản này nó hơi cũ rồi, phiên bản 2018, vì cái máy có cấu hình của tớ nó chỉ đến đây thôi thì nó sẽ chạy ổn hơn. Còn các bạn có những cái cấu hình tốt hơn thì xài cái phiên bản mới hơn. Và cái video thứ ba này mình làm trên cái phần mềm là Movavi 2021, cũng là một cái phiên bản mới. Thì mình ghi lại một phần nhỏ để các bạn có thể hiểu được hình dung là trong ba cái video mình tạo ra
thì mình muốn sử dụng một cái phần mềm nào cũng được, nói với cái mục đích là mình chèn cái logo vào để khi xuất ra là nó cũng là một cái sản phẩm đó. Thì các bạn có thể lựa chọn những cái phần mềm nào các bạn cảm thấy quen thuộc và những cái phần mềm dễ dàng đối với các bạn có thể sử dụng nó. Có thể là còn một phần mềm khác, thí dụ như là Premiere chẳng hạn, hay là những cái phần mềm như là Sony Vegas Pro, hoặc là những cái phần mềm khác nữa. Nó rất là nhiều phần mềm, nó cũng sẽ làm ra được sản phẩm cho các bạn ưng ý. Tùy, đây là những cái phần mềm thì mình thấy là những cái phần mềm cơ bản dành cho những các bạn tập sự hoặc là những người như mình là gọi là nghiệp dư thôi. Và cuối cùng thì mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này của mình. Xin chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào các bạn, có những cái video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mình sẽ nhắc lại là những cái phần mềm khác nó cũng sẽ làm ra những cái sản phẩm như thế này. Cùng mục đích các bạn có thể tạo ra với bất cứ một cái sản phẩm nào. Nhưng trước tiên bạn muốn sử dụng phần mềm là bạn phải theo cái hướng dẫn. Ví dụ như bạn lên YouTube, bạn gọi những cái phần mềm bạn biết có thể xem và học hỏi để tạo ra một cái sản phẩm cho mình. Như vậy thôi. Và một lần nữa mình rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Và đừng quên là subscribe cho cái video của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hẹn gặp lại các bạn.